Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video clip chia sẻ cách đá event online mà không bị thua, áp dụng với những bạn nào mà đá kém, mạng kém, hoặc là các bạn đá mà chỉ đang cần phải một trận nữa thắng thì để qua event. Thì ví dụ mình sẽ vào cái cửa số 2, cửa này thắng một trận là được qua. Đây là cái hai trận mình đã qua, để qua cái event này thì một trận thua và một trận hòa, một trận thắng. Và mình đã qua cái event này. Bây giờ mình sẽ làm lại. Với các bạn để ý là 1/2, current mat là 1/2, tức là đá trận thứ nhất được đá tối đa 2 trận và phải thắng 1 trận thì mới qua được cái event này. Cái này áp dụng cho những bạn nào mà đá online yếu, hoặc là mạng yếu quá, hoặc quân yếu, đá không đá được và muốn hoàn thành event này. Mà các bạn không muốn thua thì sẽ làm theo cách của mình. Cách này thì thi thoảng đây là 18:51 nhé. Các bạn mình để 18:51. Đây là đang tìm đối thủ. Ok, tìm đối thủ rating là 715, khá cao luôn. Khả năng đá thực tế chưa chắc mình đã qua được cái đối thủ này. Rồi ok, mình sẽ vào chơi thử và mình sẽ thua cho các bạn xem. Rồi ok, bây giờ mình đã bị thua. Bây giờ mình sẽ trích mẹo thử các bạn xem. Bây giờ mình đang bị thua 0-1, 1-0-1. Và bây giờ mình sẽ thoát game. Thoát game, các bạn bấm về mình thoát game nha. Mình sẽ bấm nút home để thoát game. Rồi ok, mình thoát game luôn. Ok, bây giờ tiếp theo là làm thế nào. Bây giờ là mình thoát game được khoảng 30 phút nha. 30 phút bắt đầu mình sẽ vào lại game. 30 phút đến 1 tiếng các bạn vào lại game. Mình khoảng hơn 30 phút, gần 1 tiếng mình lại mở game bình thường. Nếu các bạn phải để vào 30 phút đến 1 tiếng nhé. Các bạn nếu mà vào luôn các bạn sẽ bị thua ngay. Đây mình để khoảng hơn 30 phút mình vào. Thì nó sẽ không có cái đấy. Nó sẽ không có hiện thông báo là bạn vừa bị ngắt, nó bị thua trận đấu cả. Bây giờ mình sẽ vào cái event này. Vẫn đang chế độ là đang chơi này. Vào cái cửa thứ hai vẫn đang chơi. Đấy, các bạn xem cái chữ current mat này vẫn là 1/2 luôn, tức là lúc nãy nó sẽ không tính. Đây, lịch sử trận đấu vẫn là một trận thua và một trận thắng của mình lúc trước cái đoạn video đầu ấy. Đấy, đây các bạn thấy không cần đá luôn mà các bạn sẽ đã không được tính trận vừa rồi. Các bạn có thể chơi lại. Đấy, cái mẹo này là dành cho những bạn nào mà chơi kém hoặc là mạng kém. Các bạn muốn cần thắng, muốn quay vần này, các bạn làm như cái video của mình. Tức là bạn chơi bị thua, các bạn thoát game. Các bạn thoát game được khoảng 30 phút đến 1 tiếng các bạn hãng vào. Nếu các bạn vào luôn là sẽ bị thua. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn. Yeah.